cho nó đúng. Và xa hơn nữa, cái quan trọng nhất đó là các bạn biết cách để mà trình bày như này, trình bày bảng biểu và phiên giải kết quả. Cái này là đấy, tiếp theo nha. Hiếu này, thầy cho em hỏi thang đo 4 mức độ rất hài lòng. Có. Cái thang đo Likert thì nó có thể là gì? Có thể là 2, là 3, là 4, là 5. Đấy, mình có thể, em có thể đây này. Likert nhá. Definition. Đấy. Em dùng cái từ khóa là definition, tức là định nghĩa. Likert nhá. Likert. Scale nhá. Đấy, tôi vừa dạy cái thì nhờ tôi vừa dạy dạy từng cái chủ đề cụ thể, và tôi để vừa hướng dẫn các bạn cách để các bạn này, tìm hiểu về nó, đúng không? Likert scale này. Này. Đây này. Nhìn thấy không? 4 point Likert này, 8 point Likert này. Yeah. Này. Này, nhìn thấy không? 5 point này, 7 point này, 9 point này. Đấy. Rồi, Trần Tuyết, dặn thầy cho em hỏi, nghiên cứu mình hay tham khảo y văn, nhưng search y văn về bệnh lý đó như thế nào, tần suất mắc bệnh ra sao, thì như thế nào, nhờ thầy hướng dẫn. Đây. Để thuốc cho các ông này, các ông mới làm nghiên cứu ấy, cứ hỏi những câu hỏi đấy. Đến với khóa học này nhá. Đấy, học cái khóa học này cho tôi. Đấy. Mấy hôm nữa khai giảng ấy. Thứ bảy này khai giảng, mùng 10 tháng 6 nhá. Đấy, học cái khóa học này để có tư duy về nghiên cứu. Trần Tuyết nhá, những ai mà mới làm nghiên cứu thì phải học khóa học này. Nếu mà chưa có điều kiện thì tự học, hoặc là học một cái lớp nào đấy. Thế còn không thì học với tôi, thì tôi sẽ định hướng cho và tôi sẽ chữa bài cho, hỗ trợ trong khóa học và sau khi kết thúc khóa học vẫn hỗ trợ. Đấy, học buổi đầu tiên không ưng trả lại 100% học phí thì vô cùng rẻ, học phí rất là tượng trưng, 868.000, học 5 buổi. Đấy. Tuyết rồi, có học không? Đăng ký mà học cái gì nữa. Rồi, còn ai có câu hỏi gì em? Ừ, phải đăng ký học cái gì nữa. Làm nghiên cứu thì phải học. Làm nghiên cứu là phải có tiền, hoặc là không mình đi xin tiền, tức là mình đang phải quản lý một cái khoản nguồn lực nào đấy, quản lý tiền. Thế thì mình muốn dùng cái nguồn tiền đấy nó có chất lượng hay là có hiệu quả, thì mình phải biết cách để mình sử dụng nó chứ, mình triển khai nó. Thì muốn triển khai được nó thì phải đi học thôi, chả cách nào khác. Ngày xưa tôi cũng thế, ngày xưa tôi cũng có biết gì đâu, nên là tôi cũng phải đi học thì mới triển khai được nghiên cứu, đi học thì mới biết viết bài báo, đi học mới biết được cách xuất bản như thế nào. Sau đó mình cần phải trả giá, mình cần phải trải nghiệm, thế thôi. Gì nhờ, nhân tiện cái câu chuyện đấy thì tôi giới thiệu với các bạn cái trang web của tôi rồi, đúng không? Trang web của tôi có tên là vuduykien.com nhé. À, khóa học đó có những nội dung chính gì? Đấy, cho xem luôn nhé. Đây. Xác định vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Tìm kiếm tài liệu, tính cơ mẫu, chọn mẫu, trích dẫn tài liệu. Đọc bài báo này, phát triển đề cương nghiên cứu và những bí kíp khác. Đấy, nếu mà các bạn quan tâm cho xem luôn cái ấy này nhá. Cho xem luôn cái... cái khóa học vừa rồi nhá. Cái khóa 29 vừa mới kết thúc xong, sắp thứ 7 này là khóa 30. Để cho xem nội dung luôn nhá, xem bài giảng luôn nhá. Đấy. Đây, các khóa học tôi đều để hết lên trên này. Đây, khóa 29 này. Đây, cho xem luôn nhá. Đây, hỏi học cái gì? Học cái gì đây, nội dung khóa học đây. Tất nhiên là trong này nó sẽ có nhiều các cái kỹ năng, và trong quá trình học này thì các bạn vừa học
lý thuyết và vừa thực hành nữa, và có bài tập nhé. Bài tập các bạn làm bài tập gửi cho tôi sẽ chữa bài. Đấy. Đấy, có 4 bài tập. Đấy. Và bạn nào mà chăm chỉ đến bài tập số 4 này là đã có cái đề cương nghiên cứu tương đối là ổn rồi. Và trong quá trình học thì tôi gửi cho các cái video để xem này, rồi thì gửi cho các cái mẫu để làm này. Buổi 1 học rất đơn giản, xác định vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Sau đó là một số các cái kỹ năng để tìm kiếm tài liệu, sử dụng các cái extension. Đấy, sử dụng các cái tư duy để có thể tìm kiếm được ra tài liệu nghiên cứu. Đấy, tìm kiếm tài liệu không phải là tìm được rất là nhiều, mà quan trọng nhất là tìm được những cái thứ mà nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu của chúng ta. Đấy, thì đấy là buổi 1. Buổi thứ 2 là bắt đầu tôi đã định hướng cho các bạn về outline đề cương nghiên cứu này, cộng thêm học thêm một số các cái extension để hỗ trợ cho cái việc mà tìm kiếm tài liệu này. Sau đó đến buổi số 3 này là tôi sẽ định hướng cho về cái việc là lựa chọn thiết kế nghiên cứu và làm sao để lựa chọn cho nó phù hợp. Đấy, và đồng thời là khi mà chúng ta làm nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu thì chúng ta sẽ cần phải biết cách trích dẫn tài liệu. Và trích dẫn tài liệu thì nó có, hiện nay nó có rất là nhiều các cái phần mềm quản lý trích dẫn khác nhau. Nhưng mà trong đó thì tôi thấy là có cái phần mềm gọi là EndNote. Đấy, phần mềm EndNote là cái phần mềm mà nó phù hợp nhất đối với các bạn làm luận văn, luận án trong nước, bởi vì nó có tính linh hoạt. Mà hiện nay nó có một số các cái bản mà dùng nó cũng tương đối là ổn. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn mà không quá quan tâm đến cái tính linh hoạt của EndNote thì có thể sử dụng Zotero hoặc là Mendeley cũng được. Đấy, tìm kiếm tài liệu này. Buổi 4 là tính cơ mẫu và chọn mẫu này. Buổi 4 là sau đó là đọc bài báo này. Buổi 5 là đạo đức nghiên cứu này, chuẩn bị và trình bày báo cáo này và tổng kết. Đấy, thì đây là toàn bộ nội dung khóa học. Đấy. Có ai muốn đăng ký khóa học này nhỉ? Ai muốn đăng ký khóa học này đánh số 1 thôi cái. Ok, rồi đăng ký đi. Đăng ký mà học. Đăng ký mà học. Đấy, gửi lại đường link nhá. Vào trang web Vũ Duy Kiên thôi, trong đầu. Nó ngay. Vào cái trang web đấy nhá, nếu mà các bạn muốn lấy cái cuốn sách này miễn phí nhá, thì chờ khoảng 10 giây là nó hiện lên này. Sau đó các bạn kích vào nhận sách, thì đăng ký là có thể lấy được sách. Lấy online. Đây, khóa học này. Nghiên cứu này trong ngành y nhá. Đấy. Khóa này là một trong những khóa mà quan trọng nhất để cho các bạn có thể định hướng được về nghiên cứu. Định hướng về nghiên cứu. Sau đó thì các bạn sẽ, nếu mà bạn nào mà quan tâm thì có thể học cái khóa sẽ khai giảng vào cách đây 2 tuần. Đó là cái khóa về phân tích số liệu. Cái khóa phân tích số liệu này thì nó đây khai giảng vào ngày 19 này. Thì sẽ phải học dài hơn, phải học 8 buổi cơ. Mà học phí thì cũng vô cùng là rẻ. Đấy, học phí này, 3.868.000. Đấy, điền thông tin vào đây, kích đăng ký. Sau đó đây tôi sẽ kết bạn Zalo với tôi nhé. Sau đó đây tôi sẽ gửi cho cái tài khoản để các bạn có thể nộp học phí. Và sau đó thì tôi sẽ cho vào nhóm Zalo. Đấy. Đối với lại phân tích số liệu thì nó là cái cốt lõi của bất kỳ nghiên cứu nào rồi. Đấy. Kể cả cho dù các bạn không làm nghiên cứu thì khi mà các bạn nhìn thấy các cái số liệu đấy thì các bạn cũng cần phải hiểu, đúng không? Đôi khi mà chúng ta ngồi hội đồng hoặc là đi các cái hội thảo mà người ta trình bày thì không biết thế nào là trung bình, không biết thế nào là trung vị, không biết là khoảng tin cậy 95% là gì, không biết là test T với test T ghép cặp, rồi thì không biết phân biệt giữa test T với ANOVA, rồi không biết là khi bình phương với Fisher exact test là gì, nó nói cứ lùng bà lùng bùng. Thế thì trong cái khóa học này thì ngoài cái việc là chúng ta biết được các cái test đấy nó là như thế nào, chúng ta biết cách là làm thế nào để mình lựa chọn các cái test cho nó đúng, và xa hơn nữa cái quan trọng nhất đó là các bạn biết cách để mà trình bày như này, trình bày bảng biểu và phiên giải kết quả. Cái này là cái mà vô cùng yếu của tất cả anh em chúng ta. Ngày xưa tôi cũng thế. Ngày xưa khi mà tôi mới làm nghiên cứu là mình, khi mà máy tính nó chạy ra rất là nhiều thông tin. Đấy, thì bây giờ chọn thông tin nào, sau đó trình bày vào trong bảng biểu để trình bày như thế nào. Đấy. Đấy, các bạn học cái khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho cái này. Các bạn có cái format để mình có thể trình bày. Đấy. Khóa phân tích số liệu này thì học tuần 1 buổi. Cúc Lê chưa đăng ký à? Thế này. Học vào tối chủ nhật.
các ngày nhá. Đấy, học khóa học này thì phải học đến đầu tháng 8 thì mới đầu tháng 8 thì mới xong. Sau khóa này xong thì chắc tháng 9 tôi nghỉ, tôi không dạy. Đến tháng 10 tôi mới dạy lại. Đấy, thế nếu mà bạn nào mà không đăng ký khóa này thì đến tháng 10 thì mới có khóa mới. Rồi quay lại đây nha. Ba ngày nữa thì nó sẽ có cái khóa mà viết bài báo trong nước. Thế thì bạn nào mà muốn học về cái lớp mà viết bài báo trong nước này thì đăng ký khóa này nhá. Khóa này thì thực ra ấy, thì nói thật ra viết bài báo trong nước bây giờ nó cũng không quá khó, bởi vì là thường là cái tiêu chuẩn nó cũng dễ đấy mà. Thế nhưng mà khi mà các bạn đến với khóa học này thì các bạn sẽ hiểu được là cái những cái cơ bản nhất, bởi vì hiện nay thì có thể nó dễ nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ theo chuẩn mực của quốc tế, nên là nó cũng không thể nào nó dễ dàng như bây giờ được nữa. Và đặc biệt là học cái khóa học này này thì các bạn sẽ được cấp cái chứng nhận đào tạo liên tục tương đương với 8 tiết học của Bộ Y tế. Tức là cái này là tôi kết hợp với lại cái viện sức khỏe cộng đồng, đây là lần đầu tiên tôi kết hợp với một cái viện ở bên ngoài. Thế thì tôi sẽ phụ trách chính cái khóa học này. Thế nhưng mà khi mà học xong thì các bạn sẽ được cấp một cái chứng nhận đào tạo liên tục của cái viện này. Và cái viện này thì họ đã được Bộ Y tế chứng nhận cái việc đấy rồi. Và các bạn sẽ được gọi là cái số thời gian học tích lũy, tức là cái chứng chỉ CME ấy, tương đương với lại 8 tiết học. Đấy là cái khóa viết bài báo nhá. Thì nó đều có ở trên cái trang web của tôi rồi. Mình có thể để trên này. Đúng không? Trên này. Thế còn cái cuốn sách này này. Cái cuốn sách này thì nếu mà bạn nào mà muốn mua đấy, muốn mua thì có thể đặt kích vào đặt sách này, hoặc là nếu mà bạn nào có tài khoản trên Tiki thì có thể kích vào đây thì có thể nó sẽ dẫn đến cái trang Tiki, là mình có thể đăng ký ở trên này luôn đấy, mua ở đâu cũng được đấy. Trước khi mua nếu mà chưa chắc ấy, thì có thể kích vào phần đọc thử sách để có thể đọc cái chương 1 của cuốn sách này đấy. Cái đấy là cái thứ nhất đấy. Còn cái cuối cùng nữa, trước khi mà sang phần tổng kết nhé, phần cuối cùng nữa trước khi sang phần tổng kết, đó là cái phần chế tạo bệnh án nghiên cứu này. Thì cái khóa học này là cái khóa học mà tôi không dạy chung, mà tôi chỉ dạy một một thôi, dạy một một để cho các bạn giải quyết được cái vấn đề thực tế của các bạn. Thì đặc biệt là các bạn mà làm muốn gọi là có cái dự án nghiên cứu mà nó chuẩn mực ấy, thì nên học cái khóa này. Khóa học này thì tôi chỉ kèm một một thôi, và đặc biệt là các bạn mà nghiên cứu sinh thì cũng nên tham dự cái khóa này. Và muốn học cái khóa này thì sẽ cần kết bạn Zalo với tôi, sau đó thì chat với tôi, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho tôi cũng được. Đấy, các bạn có thể gọi tôi theo cái số điện thoại là 0912100500 nhé, tôi để ở trên này nhé, 0912100500. Có thể kết bạn Zalo với tôi hoặc là gọi điện cho tôi theo cái số này. Đấy. Và có nhu cầu về chế tạo bệnh án nghiên cứu, hoặc là kể cả đề cương, cần tôi kèm về đề cương, cần tôi kèm về phân tích số liệu đấy, thì có thể trao đổi với tôi. Thì sau đó thì tôi mới sắp xếp thời gian, và nó sẽ có cái mức học phí tương ứng với lại cái yêu cầu của các bạn. Học 1-1 thì học phí nó sẽ cao hơn đấy. Rồi, thế nhỉ quay trở lại với lại cái nội dung của chúng ta. Nếu ai có câu hỏi thì cứ tiếp tục hỏi nhá. Thì đấy là một số các cái khóa học, sách vở khóa học thì nó đều nằm trên trang web của tôi đấy. Rồi, tổng kết lại một tí nhá. Sau đó thì chúng ta sang cái phần câu hỏi nhá, và sau đó chúng ta nghỉ nhá. Đấy. Hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà các bạn có thể viết được một cái phần phương pháp nghiên cứu theo một cái cấu trúc đầy đủ nhất, và tôi đã nói về từng cái thành phần đấy rồi. Và để mà các bạn có thể viết nó tốt thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái cách viết của những người đi trước, và đặc biệt là các bạn có thể lên cái trang web của Bộ Giáo dục để mình có thể lấy các cái luận văn luận án của những người trước đây ấy. Thì mình có thể tham khảo thêm ở đấy. Thế thì cái phần mà file word ấy, thì tí nữa tôi sẽ gửi vào trong cái nhóm Zalo nhé, nhóm Zalo để các bạn có thể lấy về tham khảo đấy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải.
Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.